hôm nay còn sống vì sao mình không sống cho tốt, để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Ngày mai khi mình chết rồi, mình muốn làm không được. Thì bắt đầu là chú bắt tay vào những việc mà bản thân chú có thể làm được. Có những người, cái giác ngộ của người ta nó rất là cao quý vị. Cái thiện duyên rất là dày. Có khi chỉ cần nghe qua một bài giảng ngắn thôi là người ta đã có được sự giác ngộ. Giác ngộ. Thì bắt đầu là chú nghĩ thiện, chú làm thiện. Rồi bắt đầu chú tiếp tục, chú cứ nghe. Càng nghe chú càng phấn chấn lên. Rồi bắt đầu chú càng phát tâm chú làm thiện. Chú làm đến mức mà chú nghĩ ngày mai chết rồi làm đi. Ngày mai chết rồi làm đi, cứ làm đi. Làm việc tốt, việc thiện đi. Đúng là thiện căn dài. Chú nói mà tự nhiên bản thân những đức là được chú kể chuyện lại thôi mà mình cảm thấy mình cũng phấn chấn lên. Chú nói rằng nghe hiểu rồi tự nhiên nói rằng ngày mai chết rồi nên hôm nay lại cố gắng làm đi. Việc tốt, việc thiện gì cố gắng làm đi. Vậy mà kéo thời gian gần 2 năm nay chú nói rằng chú vẫn sống bình thường luôn. Bệnh đau gì chú mặc kệ luôn. Bây giờ chú nghe mình giảng chú hiểu. Hiểu được cái định luật nhân quả và biết được thọ mạng con người đến lúc chết là phải chết. Rồi chú cứ làm việc tốt, việc thiện, chú vui sống mỗi ngày. Chú mặc kệ nó luôn mà chú nói rằng càng ngày sức khỏe càng tốt. Qua câu chuyện này cũng như là một cái thông điệp vậy đó quý vị. Để gỡ đến cho tất cả những người hữu duyên. Khi chúng ta gặp sự cố gì trong cuộc đời đừng bao giờ buồn chán, đừng bao giờ nản lòng. Mà tiếp tục cứ hướng thiện, nghĩ thiện, làm thiện. Và chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là việc cực kỳ đặc biệt quan trọng. Nên á, pháp nhiên niệm Phật yếu ngữ. Cái này là những đức học rất là nhiều lần. Mà những đức cứ thường học tới lưu hoài. Nên có một đoạn nói rằng là thánh đạo môn ti thâm diệu nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Có nghĩa là ngoài tịnh độ là thánh đạo môn. Ti là thâm diệu nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Rõ ràng. Rất là nhiều người tu các pháp khác dù mười mấy hai chục năm. Nhưng mà để nói về cái chuyện giải thoát thì không dám nói tới. Tịnh độ môn hình như là nông cạn nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng 100% luôn. Nếu như những đức mà không gặp tịnh độ, những đức chịu thua, có chừng nghỉ tu bỏ đạo luôn. Vốn được. Nên tại sao những đức chia sẻ những văn tự cực kỳ đơn giản dễ hiểu luôn. Vì sao quý vị? Vì cái căn tính mình bây giờ phải gần gũi đơn giản, đi vào tịnh độ. Và pháp môn tịnh độ này là có pháp môn nhân sinh quý vị. Pháp môn tịnh độ này là giống như đem tịnh độ này để áp dụng vào cái cuộc sống luôn. Nên gọi là pháp môn tịnh độ là pháp môn nhân sinh. Là pháp môn cực kỳ gần gũi ở văn tự, rất đơn giản. Chỉ cần làm sao con người này đi vào tịnh độ, gây dựng tín nguyện kiên cố, nghĩ thiện làm thiện. Chỉ cần chân thật như vậy thôi thì tức khắc người này tu tịnh độ là có kết quả liền. Chính bản thân những đức là người áp dụng tịnh độ này. Vô cùng đơn giản, không có đi tìm hiểu học tập ở đâu. Mà chỉ nghe tịnh độ rồi nắm chắc có vật hiệu chân thật niệm Phật, lễ Phật. Có nghĩa là chân thật niệm Phật và lễ Phật. Và những đức thấy rằng trong cái thời cuộc này căn tính mình, phương pháp lễ Phật là một phương pháp cực kỳ đặc biệt. Thí dụ như bây giờ người yếu ngồi chỗ thì ngồi niệm Phật. Người khỏe được thì cứ lễ Phật. Vì sao những đức nói lễ Phật là một phương pháp tuyệt vời quý vị? Vì không ngủ gục. Quý vị biết rằng cái căn tính con người mình bây giờ giống như là cái nghiệp duyên nó nặng nề, đụng ra là nó ngủ. Tụng kinh trì chú cái gì chút là nó ngủ. Ngồi niệm Phật chút nó cũng ngủ. Nhưng mà lễ Phật thì giúp cho mình tỉnh táo. Gọi là luyện thân phải động mà luyện tâm phải định. Vậy để ý đi, buổi sáng mình niệm Phật chút rồi vì lễ Phật một thời đi. Bởi vì thấy con người mình sảng khoái, phấn chấn lên rõ ràng. Làm việc gì nó cũng tỉnh táo, làm việc gì nó cũng nhạy bén, làm việc gì nó cũng thành công. Nên phương pháp lễ Phật là phương pháp đặc biệt tuyệt vời. Và pháp môn tịnh độ này nhìn như là nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Thời điểm này nè, cái căn cơ con người trong thời mạt pháp này, Phật nó nói là niệm Phật thành tựu.
Vì Phật đã nhìn rõ ràng cái căn tính mình thờ mạt pháp này phù hợp vào tịnh độ. Nên mình là người không biết nhiều, chỉ cần nhắm ngay lời Phật dạy và tin, và chân thật nhiệt tình áp dụng. Cứ tin đi là có kết quả liền. Nó như những đứa kể câu chuyện nãy, thấy không? Vừa nghe tịnh độ rồi mà một con người bệnh đau đang buồn chán nản lòng, vậy mà vừa nghe tịnh độ một phát là bám chắc liền niệm Phật và bắt đầu là phát tâm làm việc thiện việc tốt liền. Như vậy mà nghĩ về cái chuyện gì thiện việc tốt, việc thiện việc tốt, ngày mai chết rồi hôm nay làm nhiệt tình nhiệt tình nhiệt tình, như vậy đó mà tự nhiên sống ngày này qua tháng nọ và ngày hai năm cũng không chết. Nếu như tất cả những người bệnh đau buồn chán hoặc nản lòng, hoặc là những người bị bế tắc việc gì việc gì, chỉ cần nghe như vậy phấn chấn lên, tỉnh lên, như vậy thì chắc chắn rằng quý vị tu sẽ có kết quả liền. Nên con người chúng ta đó, thành công là lúc nào cũng phấn chấn lên, lúc nào con người cũng bình tĩnh phấn chấn lên, vậy thì chúng ta luôn luôn có cơ hội liền, chắc chắn luôn luôn có cơ hội liền. Có một câu rất là hay nè: muốn thay đổi vận mạng thì phải làm cho nhiều việc công đức. Lúc ấy khi bạn gặp nạn, tự nhiên điều lành sẽ tới. Hay chưa? Giống như bây giờ mỗi ngày quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật, đã tín nguyện niệm Phật kiên cố rồi, khi sự cố gì đến quý vị, nhờ tín nguyện niệm Phật này cực kỳ mạnh, nó chuyển xoay cái điều kia. Mỗi ngày quý vị tu phước tu duyên rất là lớn. Khi cái việc mà tai nạn mà đến thì nhờ phước duyên này nó chuyển hóa. Nên lúc bình thường tu phước đức, niệm Phật, khi người niệm Phật làm việc thiện việc tốt, những việc gì ý nghĩa chân thật làm, nạn tai đến nhờ phước đức chuyển hóa. Con người lúc bình thường á, cứ tạo nghiệp, khi nghiệp quả kéo đến, nghiệp cộng nghiệp vứt một phát rồi này tiêu luôn, đúng không? Suy nghĩ đi, người mà biết lo xa là người tích nguyện niệm Phật và biết tu phước duyên, đây là người biết lo xa nhất này. Chứ không phải là ngồi để suy nghĩ bận tâm lo âu buồn phiền, phải đâu. Mà cái người biết lo xa là cái người chân thật niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, làm việc thiện việc tốt, việc công đức, là người biết lo xa. Vì sống trong cái cuộc đời này là sống trong cái cõi kiếp nạn. Mà đã là sống trong cái cõi kiếp nạn mà biết lo cái việc tạo phúc đức, thì khi nạn tai đến nhờ phúc đức chuyển hóa. Phải không quý vị? 100% luôn. Nên quý vị biết những đức là quý vị có cơ hội tu phúc duyên nhiệt tình hết lòng, mà còn làm đúng nữa, làm nhiệt liệt luôn. Tại vì mình hiểu định luật nhân quả, mình nuôi cái cụ già, mình thấy sống nay chết mai, mình biết cái cuộc đời này vật chất tiền của không ai cầm theo được hết, đều là đổi qua cái phiếu phước đức hết. Đây là bậc chí, là bậc hướng thượng. Nếu như chúng ta không biết đổi qua cái phiếu phước đức thì đúng là mình dại khờ thiệt, dại khờ thiệt luôn đó quý vị. Vì nó lo cho bao nhiêu cụ già ở trong chùa nó thấy rõ ràng, sống nay đi sờ sờ mai muốn chết chết rồi. Có khi đang đi đi cho té cái rằm nằm nó không nhúc nhích được luôn. Đó, nhìn vô thường. Rồi tương lai bản thân mình cũng sẽ già. Nên những đức nói với bản thân mình là hãy chăn quý ngày hôm nay được khỏe, để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng đợi ngày mai tuổi già, muốn làm việc cũng không làm được. Đây là cái thông điệp mà gửi tất cả những người còn trẻ, hay những con người già mà còn khỏe, nên chăn quý những giây phút thời gian còn làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên làm đi. Thứ bảy này là ngay ngày 16 tháng 12 nè, chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị. Quý vị, tất cả trưởng đoàn, đủ quý vị rủ người đủ đến đi. Những người ta có điều kiện, rồi quý vị rủ người ta để cho tiền người mù đi. Hoặc là quý vị khắp nơi ở xa bị gỡ tiền đến, cùng chung tay những đức làm chuyện giúp đỡ cho người mù này. Thì coi vừa thuê xe vừa cho tiền người khiếm thị. Tính ra bữa nay ta đăng ký cũng gần 4.000 người vậy đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cái cơ hội tu phúc tu duyên, khi lâu lâu chúng ta tập trung con người về như vậy để tu phúc tu duyên. Một con người mà biết tu phúc tu duyên là một con người đang phát triển sự nghiệp cuộc đời mình. Một tin 100%, khi người có phước làm chơi cũng có thiệt, người không có phước rồi làm thiệt cũng không có gì. Nên cái người muốn phát triển sự nghiệp trong cuộc đời mình là ngay tu phúc duyên. Ngay tu phúc duyên. Không có một cái phúc duyên nào lớn bằng là đem Pháp Môn niệm Phật giới thiệu.
Người khiếm thị thì đến đây mình dạy họ niệm Phật, cho họ niệm Phật, dạy họ niệm Phật, rồi họ có được vật chất là mình tu phước. Đem có một niệm Phật dạy họ là tu đức, phước đức. Quý vị tặng tiền cho họ là toàn là tu phước đức, vì họ đi đến đây đa phần là họ có chút đinh tiền. Nhưng mà quý vị dạy họ niệm Phật, cho họ niệm Phật, nên cái việc tu của người khiếm thị này chúng ta kết duyên đây là phúc đức. Một con người đã có phúc đức dày thì quả tai đến đi chăng nữa nặng biến thành nhẹ, nhẹ biến mất luôn. Một con người mà không có phúc đức mà nghiệp duyên mà kéo đến nó giặt một phát một là chúng ta lãnh đủ. Mà nhất là trong cái cõi đời này là cái cõi đời nhiều kiếp nạn này. Cái cõi đời này là cõi đời nhiều kiếp nạn. Nên mỗi người gặp tịnh độ phải tín nguyện niệm Phật, nhìn được cuộc đời vô thường. Đã nhìn được cuộc đời vô thường thì không muốn tranh đấu hơn thua với ai đó. Quý vị phải nhớ rằng nếu thật sự có tâm giải thoát thì quý vị sẽ thiệt thòi liền, chịu thiệt thòi hết luôn, chấp nhận chịu thiệt thòi luôn. Bởi vì nhớ Phật Pháp không phải là chúng ta đi nói quyền diệu đâu. Những đức ngồi nói chuyện với ai mà nói Phật Pháp mà nói quyền nói diệu, nói những điều mà mờ mờ ảo ảo quyền diệu là những đức nói, những đức hiểu liền. Hiểu liền không cần phải hơn thua với họ làm chi, không cần phải nói. Nếu như quý vị gặp trường hợp những người mà nói chuyện với mình mà họ nói Phật Pháp quyền diệu, họ nói những điều mơ mơ ảo ảo, mơ mơ hồ, quý vị nghe lỡ ngồi đó nghe một chút, rồi từ đó về sau mình tự rút kinh nghiệm, tự biết chánh. Vì phải biết rằng Phật Pháp là áp dụng vào cuộc sống, Phật Pháp là làm những việc ý nghĩa xác thực nhất. Và phải làm việc trong Phật Pháp là phải làm chân thật nhiệt tình, chân thật nhiệt tình. Quý vị biết rằng đối với trong ngôi Tam Bảo, những đức mà làm việc trong ngôi Tam Bảo rồi khỏi cần suy nghĩ. Cái việc mà nếu mà nói về tiền bạc khỏi cần phải suy nghĩ tới. Tại vì sao? Vì làm việc cái Tam Bảo mà. Thí dụ những đức cùng với Đại Lão Hòa Thượng chúng ta xây chùa chiền đồ này kia, những đức khỏi cần phải suy nghĩ. Có tiền là những đức đưa Hòa Thượng xây chùa liền, nói dòng do nhé. Đó là làm việc cái Tam Bảo mà. Cần gì đùng đẩy chi cho nó mệt. Tiền nào cũng là tiền của Tam Bảo. Ai mà sức nhanh lẹ thì phước báo nhanh lẹ. Ai mà sức chậm thì con người đã phước báo chậm. Đùng đẩy thì phước báo đùng đẩy. Quý vị tạo phước duyên nhanh lẹ thì phước duyên đến nhanh lẹ. Quý vị tạo phước duyên nhạy bén thì phước duyên nhạy bén. Quý vị tạo phước duyên mà còn so đo tính toán thì phước báo đến là so đo tính toán 100% luôn. Hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị phải biết chúng ta sẽ biết tu phước tu duyên tu đức nhiệt tình hết lòng liền. Nhiệt tình hết lòng liền. Nên quý vị biết rằng như Đức từng nói rằng những chương trình lễ này kia đồ ao 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 người ta gì, nhưng lễ xong rồi có khi những đức còn lấy cái quỹ các cụ già những đức bỏ tiền ra lo luôn, chứ không phải dư một cắt bạc nào mà bỏ vô quỹ luôn. Mà những đức cảm thấy vui, vô cùng vui. Vì sao? Vì mình lo cho người ta tu nhiệt tình, lo cho người ta 4 ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, đại chúng cực lực nhiệt tình. Chúng ta chỉ cần có cơm ăn áo bận, cuộc sống đầy đủ, vậy là mừng rồi. Không có nói cái chuyện kiếm tiền bạc gì, bỏ vô quỹ, cắt thêm, đem tiền gỡ ngân hàng, không có. Quý vị biết rằng là đây là cái niềm vui lớn vô cùng khi mà làm việc cho chúng sanh mà không cầu danh lợi, nhiệt tình hết mình, nhưng tự nhiên cũng có danh và lợi. Không cầu mà cũng tự có. Cái quan niệm của những đức nói thiệt, những đức đi đến đâu chương trình mà tu hành đồ này kia, những đức không bao giờ suy nghĩ cái chuyện đem về chùa một cắt bạc nào chứ. Mong rằng chương trình đó người ta tu được tốt rồi, cái người chủ trì đó tự nhiên ta có tiền đi, mình không có cần thiết nghĩ đến điều đó. Tại vì mình tin rằng cái việc tu phước đức là phước đức tự đến với mình, chứ không phải là đi đến đâu cũng gom góp, đi đến đâu cũng tính toán, so đo từng ly từng tí từng chút, để rồi có dư đem gì, thạnh đem gì, không có đâu. Nếu làm việc mà có cái tâm gì là tính toán lắm, thua. Người như vậy ít bao giờ chơi với ai mà tồn tại lâu dài lắm quý vị. Quý vị nhớ, một con người mà chơi với người ta mà không được lâu dài thì tức khắc quý vị biết con người này sẽ như thế nào. Như những đức đến với Phật tử, quý vị thấy thời gian lâu không? Chúng ta chơi với nhau thời gian rất là lâu, không có tác dụng phụ. Chứ không phải là ban đầu vừa gặp nhau cái là gọi là trời ơi thầy thầy thầy, sư phụ. Còn thời gian ngắn bắt đầu là đá sư phụ, đá thầy luôn. Bắt đầu là trở mặt nhau, không phải đâu quý vị. Không phải là vừa gặp nhau cầm tiền ào 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 đưa đâu. Còn thời gian trở mặt nhau, không phải đâu quý vị. Không phải vừa gặp nhau cái là đi về nhà đồ thăm nhà con đồ này kia đâu. Rồi thời gian ngắn bắt đầu là chở mặt nhau đâu. Không phải đâu. Mà đầu tiên là nghe pháp đàng hoàng tu hành. Vậy đó mà có khi ở phía sau ngồi ở đâu góc nào.
Vậy đó mà lâu dài mãi mãi không bao giờ có chuyện đụng chạm nhau. Còn muốn cúng dường gì tự nhiên có khi gặp đưa tiền cúng dường cái, hoặc là đưa bỏ thùng tam bảo xong. Không có nói dòng do tam quốc gì. Khi cúng dường con xin gỡ cúng dường tam bảo cho thầy, thầy làm gì thầy làm đi. Rất là nhiều Phật tử trong chùa mình đều có cách nói rất là hay. Cái này con cúng dường tam bảo con đưa thầy, thầy muốn làm gì đó thầy làm, việc gì tốt thầy làm được thầy làm. Quý vị biết bao nhiêu việc những đức làm vậy thì đồng tiền này trang trải vào những cái nhu cầu cần thiết để làm ở trong tam bảo. Việc này quá đặc biệt rồi. Còn có những người, người ta không hiểu đạo, người ta không biết. Có khi ta cúng dường cho một vị thầy, người ta còn suy nghĩ con cúng dường cho thầy cái đó thầy phải làm cho con nghe. Bắt đầu là chưa làm, họ đi gìn gặp, họ đi coi con sao làm sao. Làm chưa, làm chưa, làm chưa. Còn bây giờ Phật tử người ta được hướng dẫn hết trơn, làm việc phước đức, người ta nói cúng dường tam bảo thầy làm gì phù hợp đó thầy làm. Nó tết nhất tới nơi thầy, con cúng dường cho thầy, con nhờ thầy làm giùm, con cảm ơn thầy. Con cúng dường được làm việc phước đức con mừng gì đâu. Cái tâm người ta nói chuyện là phước đức đến ào ào. Thì trong chùa dịp tết nhất lo bao nhiêu sự việc thì đồng tiền bỏ vào chỗ nào phù hợp thì bỏ liền vô đó. Giờ có mình những đức đứng ra lo cho cả cái ề đại chúng này, rồi gỡ cho hòa thượng xây dựng chùa chiền này kia vậy coi, thì chỗ nào phù hợp thì đưa vào chỗ đó thôi. Cứ mình có tâm như vậy thì tức khắc quý vị cúng dường gọi là công đức, không có chấp nhất, không có tính toán so đo gì hết. Chứ không có cái tính rằng con cúng dường mà thầy phải nể nang con rồi, thầy không được la gầy con. Con đi đến chùa cái là sắp cho con chỗ ngon lành cho con ở liền. Đừng bao giờ có tâm gì. Có cái tâm vậy là cái người không có tu hành đó quý vị. Không có tu hành, không có được dạy đàng hoàng nên không có hiểu. Cái người mà có tu hành người ta đi đến chùa người ta tùy duyên hết trơn. Người ta ở được ngôi tam bảo là người ta vui rồi. Quý thầy sắp sao người ta nghe vậy. Người như vậy thật sự là một Phật tử thuần thành việc tu. Chứ có những người ta nói Phật tử này thuần thành như thế mà trời cúng dường quá trời luôn. Bố thấy cúng dường dữ lắm. Vậy mà đi đến chùa cái là mặt kinh. Giống như sai khiến người tu trong chùa luôn. Thì quý vị biết người này không có tu hành đâu. Người này chỉ chạy theo danh lợi thôi mà làm, chứ không phải là cái tâm giải thoát làm. Nếu thật sự là người có tâm giải thoát làm, là người ta làm là người ta làm, người ta thông dong tự tại, chứ không phải là làm mà dính mắc gì đâu quý vị. Phải hiểu. Nên Phật Pháp dạy chúng ta rất là hay. Tại vì Phật Pháp là một nền giáo dục mà quý vị. Mình nghe Phật Pháp mình biết đây là nền giáo dục. Nhất là pháp môn tịnh độ này đem một câu Phật hiệu chân thật chia sẻ, nhưng mà lại áp dụng trong tất cả những công việc của chúng ta. Quý vị coi cái ngày Chủ nhật cộng tu, hay là mỗi ngày những đức chia sẻ Phật Pháp, quý vị thấy rõ ràng không? Hôm qua những đức gặp một cái chú này, ông nói một câu: từ khi con nghe thầy giảng, tự nhiên con người con nó an lạc và thoải mái vô cùng. Vì sao? Những đức thường nói một câu rất mạnh dạn: chúng ta sống trong cuộc đời này, từ hôm nay chúng ta không bao giờ khổ nữa. Nếu như sống trong cuộc đời này mà chúng ta còn khổ để sống vậy thì đúng là quá dại khờ. Tuyệt đối không bao giờ khổ để sống. Dù sự cố gì có đến chúng ta cũng không khổ để sống. Như những đức, bản thân những đức đã từng nói với Phật tử rằng bản thân những đức bây giờ đủ duyên làm những việc nuôi người già, làm những việc hướng dẫn tu, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Những đức đang đủ duyên là cứ cố gắng làm đi. Những đức từng nói với quý vị hoài, cuộc đời của người này đến thế gian này nó không có gì mà nó mãi mãi chứ. Cái gì nó cũng có thờ. Nếu mà đủ duyên mà tốt được thì nó lâu dài. Còn nếu như nhân duyên phước báo chúng sanh với mình mà có thời gian thì thời gian mình nghỉ. Chúng ta nắm chắc câu Phật hiệu là thù thắng nhất. Nên những đức thường nói rằng có duyên làm việc thiện làm đi. Có khi 5 năm, 10 năm của mình làm việc thiện mà còn hơn 50 năm, 100 năm của người ta nữa. Tại sao mình không cố gắng mình làm? Quý vị coi, 9 năm nay những đức đem tịnh độ giới thiệu. Cái sức ảnh hưởng mà bây giờ từng nhà người ta tu, rồi máy nghe Pháp, máy niệm Phật mà phổ biến rộng khắp nơi nơi, từ trong nước ngoài nước quý vị coi cỡ nào chưa. Làm bao nhiêu chương trình quý vị coi, một năm nay chúng ta tổ chức bao nhiêu chương trình, quá trời luôn. Một năm nay quá trời nhiều chương trình luôn quý vị coi, trong một năm nay quý vị coi quá ý nghĩa không. Nên những đức nói rằng là có khi người trong chùa của mình một năm chờ phục vụ đại chúng, đi đến một nơi chùa khác mà ở tu, có khi mấy chục năm chờ cũng chưa được làm bằng một năm chờ chùa mình. Làm bao nhiêu việc lợi ích, bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời quý vị coi một năm nay.
tổ chức bao nhiêu chương trình, người ta ao gì. Đây gọi là cái điểm tu phước tu duyên thù thắng, quá tuyệt vời. Vì sao chúng ta không nỗ lực nhiệt tình cố gắng mà đi giải đãi làm chi, đi bê tha làm chi? Từ nơi đó mà những đứa cảm thấy thích thú vui vô cùng khi làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nhất là mỗi ngày động viên nhau niệm Phật, cứ nắm chắc câu Phật hiệu đi quý vị. Câu Phật hiệu này quý vị chỉ cần nắm chắc thôi là việc gì trong cuộc đời này quý vị cũng thành công. Nhớ Ấn Tổ ngày nói một câu rõ ràng, chỉ cần chí thành niệm Phật, tính nguyện kiên cố thì việc gì cũng thành công. Những đức nói 100% rõ ràng là như vậy. Đừng có dùng những lời quyền diệu gì để dụ dỗ người ta, tội lỗi lắm. Đừng có dùng những lời đó. Quý vị phải nhớ rằng mình là người học Phật phải nhận thức được. Quý vị có thông minh cỡ nào cũng bị người ta bắt bại, chỉ có quý vị chân thật thì không ai bắt được. Những đứa cứ nói thẳng, nói vẹt tạc qua tạc qua tạc á chứ. Vì mà không ai bắt được cái bài gì chứ. Nhưng mà có những người thông minh vô cùng nhưng chẳng bị người ta biết, người ta bắt bài chứ. Nên những đứa nói cho quý vị nghe, quý vị hãy làm người chân thật đi. Làm người chân thật niệm Phật đi, không có tạo nghiệp. Làm người léo lách xảo sự người ta đều biết hết trơn. Quý vị có gạt được người ta 2-3 lần, 5-10 lần thì cuối cùng người ta cũng biết quý vị là kẻ lừa đảo không? Hãy làm con người chân thật đi quý vị. Những đức bắt được 3 thằng ăn trộm. Những đức gặp những đức nói chuyện đó, những đức nói một câu: muốn thay đổi cuộc đời không? Muốn lập nên sự nghiệp không? Muốn trở thành người nổi tiếng không? Ai mà không muốn những điều này? Bắt tay vào chỗ nào? Không tham lam của cải của ai hết, không lừa đảo ai hết, không trộm cắp, nói lời chân thật. Khắc dù nghèo xấu cỡ nào cũng thay đổi cuộc đời luôn. Bắt tay vào chỗ này nhiệt tình mà làm đi, chịu thiệt cỡ nào cũng được, vài 3 năm sau thay đổi cuộc đời liền, thay đổi số mạng liền 100%. Những đức nói ngoài đời những đức đủ thứ cách suy nghĩ để lừa đảo mà 11 năm không được cái gì, nơi thành phố luôn, ngay trung tâm thành phố luôn, không thành công được cái gì hết. Trong tâm cảm thấy là nản lòng, gặp Phật pháp cái thôi phát tâm đi tu phước cho rồi đi, nghĩ rằng đi vô chùa nhiệt tình hết lòng, cực lực không bao giờ suy nghĩ chuyện hơn thua đấu đá với ai, nhiệt tình luôn, trong vòng vài năm sau thay đổi số mệnh, thay đổi cuộc đời luôn. Quý vị coi, đây là 100%. Nếu như đời đạo gì mà bắt tay vào việc nhiệt tình hết lòng, chân thật không tham lam, làm bằng một cái tâm trạng nhiệt tình hết mình vì việc tốt, là thay đổi cuộc đời cực kỳ mau luôn. Số mệnh cuộc đời sẽ thay đổi rất là mau. Cứ chân thật mà bắt tay vào làm việc thiện đi quý vị. Bắt tay vào làm việc thiện đi, làm việc phước đức chân thật đi. Ở cái cõi này là cõi kiếp nạn mà, kiếp nạn mà đến nhờ phước đức chuyển hóa, kiếp nạn mà đến phước đức chuyển hóa, nạn tai lớn đến chuyển thành nhẹ, nhẹ biến mất luôn. Làm đi. Trời ơi, trong cái cuộc đời này những đức nói cho quý vị nghe chứ, quý vị giàu sang danh tiếng cỡ nào mà nghiệp quả đến nó dập quý vị một phát mà chết queo đi xuống đọa tam đồ ác đạo luôn. Nên chúng ta phải nhiệt tình hết lòng làm những việc thiện việc tốt trong cuộc đời này. Chỗ quan trọng nhất là đem tịnh độ giới thiệu. Nhớ thánh đạo môn tuy thâm diệu nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Đó là ngoài tịnh độ là thánh đạo môn, tuy thâm diệu nhưng mà căn tính mình không tương ứng. Tịnh độ môn hình như nông cạn nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Thời điểm và căn cơ Đức Thế Tôn đã chỉ điểm rồi, thời mạt pháp niệm Phật thành tựu. Nên chúng ta cứ nắm chắc câu Phật hiệu niệm Phật đi quý vị, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có kết quả thù thắng lắm. Phước nó chiêu cảm phước, tội nó chiêu cảm tội, thiếu duyên nó chiêu cảm thiếu duyên, có duyên nó chiêu cảm có duyên. Nên mình không có đi lựa được. Mình muốn lựa tốt thì mình tốt đi, mình lựa tốt thì mình sẽ gặp tốt. Nếu như mình muốn người có duyên bên cạnh mình thì mình có duyên đi, có phước đi, thì mình sẽ gặp người có duyên có phước. Mình là người niệm Phật, mình muốn niệm Phật mình sẽ gặp người niệm Phật à? Còn mình không muốn niệm Phật sao mình gặp người niệm Phật? Chú này cũng giải thích cho những đứa nghe, đứa này là chú nói hay, gần gũi đơn giản. Thì xong chú này cũng nói rằng,
con thấy rất là rõ ràng, cái người trên này họ hiền, họ dễ thương, đi làm công cho người ta, họ dẫn dắt nguyên một cái dàn mà làm công, được cho tiền thêm quá trời luôn cái dịp Tết. Còn cái tên hung dữ thì nguyên một cái dàn làm công nó không có một cắt nào chứ, không cho được gì, mà hung sùng dữ dằn không ai cho chứ. Thì khi chúng ta nghe những công đoạn này, mình sống trong cuộc đời này không phải mình lựa đâu đó quý vị, mà cái duyên cái phước nó đưa đẩy mình gặp cái duyên cái phước. Thí dụ như đi tu cũng cùng xuất phát đi tu, nhưng mà người thì gặp một ngôi chùa mỗi ngày đi kiếm cuộc sống, kiếm tiền không. Người thì gặp một ngôi chùa tu hành niệm Phật rồi làm việc lợi ích cho tất cả chúng sanh, nên gọi là gặp duyên không đồng. Mình đi tu mười mấy năm thì cái tâm giải thoát mình càng phát mạnh. Còn người đi tu mười mấy năm thì càng ngày càng mất sạch luôn cái tâm tu giải thoát luôn. Có không? Có mà. Nên gọi là gặp duyên không đồng, nó là như vậy. Nên thì Đức nói với một số anh em trong chùa, Đức nói mình rất là đặc biệt, mình có duyên, mình gặp nhau trong cái cuộc đời này, cùng có chí nguyện nuôi người già, nên gặp nhau để cùng nuôi người già. Mình có chí nguyện cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc, nên bây giờ gặp nhau niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên tất cả đại chúng trong chùa mình nên có tâm trân quý cái nhân duyên đặc biệt này. Đừng có nên bỏ lỡ qua cái nhân duyên đặc biệt này, uổng dữ lắm, rất là uổng. Thì như Đức mới kể cho mấy anh em nghe cái khoảng thời gian như Đức đi tu, và một thời cùng với những Đức mà nhiều anh em đi ra đời 8-9 năm gặp lại. Như hôm qua như Đức gặp một người huynh đệ hồi xưa, khi ông xuất gia xong rồi ra đời có vợ, và sau này ông thôi vợ vào đi làm kiếm cuộc sống. Bây giờ gặp lại ông ốm o gầy mòn đen thui. Thì những Đức tổng kết là rất nhiều huynh đệ anh em mà một thời tu mà đi ra đời, đi có vợ, đi làm ăn, thì 8-9 năm nay gặp lại thì những Đức thấy mấy anh em đó sơ sát chứ. Nếu mà để mà căng, để mà căng thì cái việc mình ở trong chùa mà những Đức tới bây giờ luôn, là mấy anh em đó không thể nào so sánh được với những Đức, không thể nào so sánh được bằng. Mà cả là có những anh em huynh đệ ngoài đời ngày xưa, họ nhà giàu, họ có điều kiện, họ đẹp trai, mọi mặt họ đều hơn mình hết, nhưng mà cái xuất phát là những Đức đi tu, họ đi có gia đình. Vậy mà bây giờ họ khổ vì một gia đình đó mấy vị. Họ không có làm những cái việc gì mà đặc biệt trong cuộc đời này, họ lại khổ vì một gia đình vất vả, lo lắng cho một gia đình chỉ có một hai người. Nên nhiều người huynh đệ nó mới gặp những Đức, họ nói rằng là bạn chọn con đường đi tu đúng quá. Y rang là năm xưa mà tại lão Hòa Thượng Tịnh Không, khi mà đi tu đi xuất gia thì nhiều bạn bè nói rằng ồ, đầu óc bạn có vấn đề, đầu óc bạn có vấn đề. Tự nhiên đi xuất gia, làm gì đi xuất gia kỳ cục quá, làm gì bỏ sạch cái cuộc đời mà đi xuất gia kỳ á, chán nản cái gì mà đi xuất gia. Thì đại lão Hòa Thượng Tịnh Không vẫn duy trì cái tâm đó quyết định đi tu. 10 năm sau thì những người bạn đó đều nói một câu rằng con đường của bạn chọn đúng. 20 năm sau thì gặp lại nói con đường của bạn quá tuyệt vời. 30 năm sau thì người bạn đó nói rằng đúng là con đường của bạn quá hạnh phúc, tôi phải đi theo. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta khi gặp Phật Pháp, mình phải kiên nhẫn, quyết chí và phương hướng chuẩn, đi con đường tu này phải lâu dài. Nhất là pháp môn niệm Phật này. Cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn đại thù thắng. Đời này thành tựu vì cái việc thế gian pháp, và thành tựu luôn cái xuất thế gian pháp. Cái pháp môn niệm Phật này nè là pháp môn tuyệt vời. Ai cũng có phần, ai cũng có cơ hội, ai cũng có thể quay đầu niệm Phật, có cơ hội được giải thoát. Vì Phật Pháp dạy mình là quay đầu là bờ mà, nên mình gặp Phật Pháp là mình có cơ hội. Nên có một câu Ngài Pháp Nhiên Ngài dạy rất hay nè quý vị. Cái câu này rất là mở rộng, phải được sự giảng thuyết nghe cho rõ.
trăm các ngài từ bi lắm. Nên tại sao đại lão Hòa Thượng Tịnh Không thường giảng thuyết mà kể câu chuyện của Quánh Kha, người xuất gia tên Quánh Kha, phá giới ở trong chùa, phá giới tạo nghiệp, ăn mặn uống rượu, làm nhiều điều sai quấy. Sau này khi ông nghe nhân quả thì phải nhớ rằng là ông ở trong chùa mà ông không được dạy về nhân quả, ông không được dạy về Phật pháp. Có quý vị, có những ngôi chùa quý vị vô đó là quý vị đi theo một loạt hư luôn, không có dạy gì về cái việc giải thoát đâu, thì mới vào tu dính gì luôn, thì ông cũng tạo nghiệp theo vậy. Sau này ông mới nghe được về định luật nhân quả, ông biết tội nghiệp của mình là đọa tam đồ ác đạo, sợ quá tìm hiểu hỏi người có một cái pháp nào mà có thể giúp ông được giải thoát hay không, thì có người chỉ dạy ông chỉ có pháp niệm Phật, chắc thật quay đầu niệm Phật, lòng tin kiên cố, quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái pháp này dù người tạo nghiệp nặng gì mà quay đầu niệm Phật cũng được cứu. Ông vừa nghe cái là hội tụ thiện căn nhân duyên liền, chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị biết rằng tuy đã tu nhưng mà chưa được nghe Phật pháp rõ ràng, lỡ tạo nghiệp quay đầu, chứ không phải rằng là mình đang tu mình nghe gì rồi mình đi tạo nghiệp rồi mình đi niệm Phật nữa, không phải. Mà là mình phải chân thật quay đầu. Lúc trước sai quấy, không có phương hướng, không có tư tưởng. Bây giờ nghe được tư tưởng, gây dựng phương hướng, quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Dù lúc trước có tạo nghiệp gì đi chăng nữa, bây giờ quay đầu niệm Phật, vui vẻ trả nợ mọi mặt luôn, thì nhất định pháp niệm Phật này giúp chúng ta một đời này giải thoát, chắc chắn luôn. Nên ngài Quánh Kha, ngài quay đầu, ngài niệm Phật, ngài được giảng sanh. Nên đại lão Hòa Thượng Tịnh Không cứ thường kể câu chuyện đó, để cho tất cả những người tạo nghiệp trong cái cuộc đời này có cơ hội quay đầu niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Trong chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ mà ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài có một câu ngài chú giải rằng cái người tạo tội ngũ nghịch trong nguyện thứ 18 thì ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, đúng không? Nếu như cái người này đã lỡ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp rồi mà người này nghe lại tịnh độ mà quay đầu niệm Phật cầu sanh cực lạc thì người này vẫn được cứu luôn. Ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp là những người này là họ không có niệm Phật, họ không tu, họ không cầu sanh cực lạc thì làm sao vãng sanh. Nhắc nhở là đừng nên tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Nhưng mà lỡ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp rồi mà nghe với môn tịnh độ này, chăng thật từ hôm nay quyết chí nương vào bổn nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, chăng thật niệm câu Phật hiệu này cho tới cùng thì người này cũng được giảng sanh luôn. Đúng là chỉ có pháp môn tịnh độ này là pháp đại thù thắng. Vì sao những bậc cao tăng chư tổ sư nêu lên những công đoạn cho chúng ta đều có cơ hội? Quý vị biết rằng cái thời cuộc này người tu hành tạo tội nghiệp nhiều, tu phước duyên ít, phá giới nhiều, trì giới ít. Từ nơi đó mà những công đoạn này để mà cho tất cả những người lỡ sai quấy có cơ hội quay đầu được cứu, chính pháp môn tịnh độ này nè. Nên ngài Pháp Nhiên ngài dạy nè: chẳng luận có tội hay vô tội, chẳng kể là trì giới hay phá giới, nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ thì chỉ có pháp môn tịnh độ, hạnh niệm Phật là yếu pháp để thoát khỏi sinh tử trong đời này. Nguyện thứ 18: chúng sanh mười phương là tất cả chúng sanh, từ con người cho tới tất cả loài cầm thú là chúng sanh mười phương. Nghe danh hiệu A Di Đà Phật, chí tâm là quyết chí niệm câu Phật hiệu này tới cùng. Tin ưa là càng niệm càng tin càng thích, đến khi mệnh chung là sắp sửa chết, chỉ cần niệm từ một niệm đến mười niệm thì Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng sanh này về Tây Phương Cực Lạc. Thì quý vị coi, tất cả chúng sanh đều có cơ hội được cứu hết, chỉ có pháp môn niệm Phật này. Đây là pháp đại thù thắng nè, pháp đại thù thắng nè. Dù cái người này từng tạo tội nghiệp gì, từng sát sanh hại vật nhiều cỡ nào, nhưng mà nghe câu Phật hiệu giết rồi chắc chắn sẽ quay đầu. Nên khi quý vị mà dùng chiếc điện thoại một ngày, rất nhiều người gọi cho mình, mỗi lần người ta gọi một cái là nghe câu Phật hiệu nhắc nhở người ta. Giống hệt là cái câu chuyện mà cái ông mà đồ tể,
Nhà ông kế nhà có một người mỗi sáng thức dậy niệm Phật sớm. Ông thì mỗi sáng nghe tiếng chuông thì thức dậy đi làm heo. Còn vị này gõ chuông xong niệm Phật. Vậy mà ông nghe từ từ cái tiếng niệm Phật đó vang, ông nghe từ từ. Vậy mà một ngày nào ông bừng tỉnh, ông nói một câu rồi. Người ta thì sáng thức dậy đi niệm Phật, còn mình thì bao nhiêu ngày không làm, mà sáng thức dậy thì sát sanh hại vật, tạo tội nghiệp này tương lai phải đọa địa ngục không có ngày ra. Từ hôm nay thôi buông bỏ cái nghề này, quyết chí tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Các vị coi, nghe tiếng niệm Phật thôi mà người ta giác ngộ. Nghe tiếng niệm Phật mà giác ngộ. Còn có một câu chuyện, cái ông này ông chuyên gia là ông ăn chó, ăn mèo, ăn con vật rất nhiều, giết dã man nhậu nhẹt quá trời luôn. Có một lần ông ngủ, ông thấy quỷ sứ dẫn hồn ông đi xuống giam phủ và cầm một cái cây thiệt là to quýnh vào trong cái xương sống của ông, giọng vào xương sống ông kinh khủng. Mà cái tiếng la của ông la lên một cái ông giật mình thức dậy, sức hồi hộp. Thì từ đó về sau ông rất là sợ, ông không dám ăn thịt chúng sanh nữa. Rồi ông quay đầu ông niệm Phật luôn. Vậy mà ông niệm Phật sau này tới tuổi về già của ông biết ngày giờ giảng sanh về cực lạc luôn. Thế vậy coi cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà cứu độ tất cả chúng sanh, không rõ ràng không? Còn có một ông á, thợ giá nồi, ông mà làm nghề chân tay cực khổ, nhưng mà cái bẩm sinh là một con người hiền hậu. Có một lần nọ người xuất gia đi ngang nhà ông quá duyên, thì ông á, mời ăn cơm chay. Đãi cơm xong người xuất gia này muốn báo ơn cho ông, hỏi ông rằng vì sao ông tu hành. Thì ông lò rèn này ông nói tôi thì thô thỉnh, rồi làm việc chân tay cực khổ, làm sao tu hành. Thì người xuất gia này nói có một cái pháp tu mà mỗi lúc mỗi nơi ông đều tu được hết. Ông rèn đồ, ông đập sắt, ông đập xuống cái ông niệm câu A Di Đà Phật, ông thổi lửa ông niệm A Di Đà Phật, ông làm tất cả việc ông đều niệm A Di Đà Phật, đó là tu hành. Ông cứ áp dụng như vậy, dạy ông một cái pháp tu. Thì cái ông lò rèn này ông chăng thật, ông nghe lời ông cứ niệm Phật. Ngày qua ngày ông cứ niệm Phật, ông thấy an lạc và vui khỏe vô cùng, tâm trạng lại mát mẻ. Thì có một lần người vợ dọn cơm cho ông ăn, thấy ông vừa làm mà vừa cứ cái miệng niệm Phật. Thì người vợ nói rằng anh đã làm mệt rồi mà anh còn niệm Phật nữa, bộ không sợ mệt thêm sao? Thì ông nói không, không mệt em à. Từ khi mà được thầy dạy cho niệm Phật tới giờ anh thấy tâm trạng rất mát mẻ, rất thoải mái luôn, rất là vui, rất là khỏe, không có mệt mà còn khỏe. Anh thích niệm Phật rồi đó, anh quyết chí anh niệm Phật. Thì người vợ nghe vậy, người vợ mỉm cười. Thì cứ ngày qua ngày ông cứ chân thật ông niệm Phật, và cuối cùng ông này cũng biết ngày giờ giảng sanh. Một con người không biết một cái gì cả, chỉ có dạy một lần một câu Phật hiệu thôi, vậy mà nghe một cái rồi là niệm câu Phật hiệu này và thành tựu con đường biết ngày giờ giảng sanh. Còn có một bà cụ, bà khổ sanh con mà con bất hiếu. Trong cái thời cuộc này nhiều người bị cái này lắm này. Sanh con nuôi con từ nhỏ mến tay mến chân, vậy mà con lớn lên nó giả cha, nó bất hiếu đối với cha mẹ, bất hiếu. Thì bà nào thấy rằng là cuộc đời bà khổ mà không trông chờ được con, bà đi đến chùa bà than thở với thầy: thầy ơi, đời con khổ quá, sanh con nuôi con khôn lớn mà nó bất hiếu, nó hỗn ẩu, chửi mắng con buồn quá thầy ơi. Người thầy nói rằng bà khổ vậy mà tại sao bà không bán khổ đi. Thì bà nói rằng khổ mà sao bán được thầy. Người thầy này nói rằng bán được. Bà từ hôm nay bà nghe lời thầy, bà chỉ cần nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, đừng có nhớ buồn nhớ khổ đó nữa. Con nó ngỗ nghịch bất hiếu, nó đến đây nó đòi nợ mình vui mình trả phước cho rồi đi. Bà cứ chân thật mà nghe lời thầy, bà niệm Phật đi, niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Bà chân thật bà nghe lời, từ đó về sau bà cứ niệm Phật. Rồi bà đến bà hỏi thầy:
nhà con thờ cúng nhiều lắm, rồi ở dưới sàn nhà thì nuôi heo, ở trên thì đồ đạc tứ tung lang tang, nhà nghèo chật chội, con có niệm Phật được không thầy? Thầy nói không sao, bà cứ thành tâm niệm Phật, thành tâm thành ý mà niệm Phật, Phật mới trách. Từ đó về sau bà thành tâm thành ý, bà niệm Phật, nhà bà thờ rất nhiều, nhưng bà đều là bàn thờ nào bà cũng ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Thầy dạy bà bàn thờ nào cũng ai với đạo Phật, không có còn giấy này giấy kia giấy nọ nữa. Thì bắt đầu bà thành tâm niệm Phật. Niệm Phật sau này bà biết ngày giờ giảng sanh. Bà nói với người con trai rằng: con à, mẹ còn có mấy ngày nữa mẹ đi rồi, về cực lạc rồi. Con ngày đó con ở lại nhà, con làm hậu sự cho mẹ đàng hoàng để tròn trách nhiệm làm con nha con. Nó ngoách người, nó không tin, nó nói bà điên rồi niệm Phật. Bây giờ giết điên rồi, bây giờ nói là gì cực lạc, tào lao. Thì đến đúng cái ngày đó, nó chuẩn bị đi chơi, bắt đầu nó nghe mùi thơm lạ lắm. Thì nó nhớ được lời của mẹ nói. Thì bắt đầu nó không đi, nó coi thử cái tình hình bà này sao. Thì đúng giờ giác dị, bà tắm thay đồ đạc đàng hoàng, bắt ghế bà ngồi niệm Phật và ra đi giảng sanh. Từ đó về sau con bà cũng niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Vậy thấy không? Mình muốn giúp được người thân thì mình phải tu cho an lạc. Mình muốn giúp được người thân thì mình phải gầy dựng cái tâm tu của mình. Còn bây giờ muốn giúp người thân mà không chịu lo tu, chạy theo họ, cứ khuyên họ hoài mà họ không tu, họ chửi mắng, họ gầy mình mà mình cứ lao theo, mình cứ nài nỉ họ tu. Mình lo mình tu cho tốt, gặp một món ăn ngon mình khuyên người ta ăn, người ta không ăn mình ăn. Mình cứ ăn đi, khi họ đói rồi họ sẽ tìm mình. Họ xin thì mình cho, không xin thì thôi. Gọi là Phật pháp tùy duyên, Phật độ người có duyên, không có duyên sao Phật độ. Nó mình mà tu được tốt, mình thành tựu con đường giảng sanh là mình giúp được họ liền. Nó tất cả Phật tử nghe rất rõ ràng đó nghe. À, nhớ đó. Còn có một á, vị này thầy thuốc, hút thuốc cho thủ. Nhưng á, ông tin với môn tịnh độ. Tại vì có một lần ông gặp nạn, thuyền bị chìm, nhiều người chết. Nhưng ông khi bị chìm xuống thì ông mỗi ngày là một người biết niệm Phật. Trong tâm ý của ông nhớ có Phật hiệu, ông niệm. Ông là người ăn chay trường nữa quý vị, niệm Phật. Thì nước đưa đẩy trôi ông vào trong bờ. Thì ông tai qua nạn khỏi. Từ đó về sau ông càng tin về pháp niệm Phật này, nên ông làm thầy thuốc. Người đến hút thuốc thì ông lỡ ông bắt mạch, ông trị liệu, bắt đầu là ông khuyên niệm Phật đi. Niệm Phật thì uống thuốc này mới hết. Vừa thuốc, hút thuốc cho người ta uống, vừa nói chuyện cho người ta an tâm, vừa lại dạy người ta niệm Phật. Như vậy mà ông hút thuốc cho người ta uống là hết bệnh hết chưa. Người lỡ hút thuốc ông đều dạy cho niệm Phật. Nếu như bây giờ mà bác sĩ, người trị bệnh mà có cái tâm này thì tuyệt vời quá. Hay là thầy cô giáo đều dạy người ta, gặp người hữu duyên dạy cho người ta biết Phật pháp, tin nhân quả và biết niệm Phật thì quá tốt. Làm được cái nghề mà xã hội tôn trọng quý mến mình, dạy người ta tu cái nữa thì thôi quá trời, cái đức lớn. Cái đức này quá lớn luôn. Những con người này phần nhiều cuối đời đều giảng sanh về thế giới cực lạc. Đều giảng sanh về thế giới cực lạc. Còn có một câu chuyện. Gia đình của một cái anh chàng này, cha mẹ đều làm nghề cắt cổ gà. Anh chàng này thì nghe Phật pháp, ăn chay trường, biết niệm Phật. Bao nhiêu lần phiên cha mẹ: cha mẹ ơi, cha mẹ đừng có làm nghề sát sanh nữa, nghề sát sanh không có tốt đâu cha mẹ. Cha mẹ anh cứ nói câu rằng: những con vật này nó khổ quá cha mẹ, làm cái nghề này, không làm nghề này rồi bây giờ làm nghề nào để lo gia đình. Mà cha mẹ làm nghề này để giúp cho những con vật này được siêu thoát, chứ nó làm thân súc sanh nó khổ quá. Cha mẹ nói vậy đó. Và cha mẹ sát sanh mà cha mẹ cũng niệm Phật, niệm Phật mà lại sát sanh nữa. Khi cha mẹ chết đi thì anh này biết rằng cha mẹ mình sẽ đọa lạc, khổ đau dữ lắm.
Mà quý vị biết rằng là làm nghề sát sanh mà biết mà niệm Phật, à, niệm Phật mà còn làm nghề sát sanh thì khi chết cái là đọa lạc. Con cứ niệm Phật hồi hướng, người con trai cứ chân thật niệm Phật hồi hướng và tạc tượng Phật Di Đà cao để mà mỗi ngày niệm Phật lễ lại Phật, cầu nguyện cho cha mẹ thoát khỏi cái cảnh đọa lạc khổ đau. Vì anh biết làm nghề sát sanh này sẽ đọa lạc là chắc chắn. Thì quý vị biết rằng cái cảnh giới của ông bà khi đọa lạc đó quý vị, thì bỏ vào chảo dầu để mà hành hạ thì ngộ thai là không có nóng nảy gì, ôm cột đồng mà cũng không nóng nảy gì hết chứ. Quý vị thấy cái công đức niệm Phật chưa, bất khả tư nghì chưa? Nên 10 công đức niệm Phật có một công đức là người niệm Phật á, chân thật mà niệm Phật, một cái dùng nó niệm Phật, cái công đức niệm Phật này giúp cho nhiều người đi ở dưới địa ngục dứt khổ. Và âm vang vang vội giúp cho chúng sanh kiếp nạn quá dài. Tuy đỏ nhưng mà nhờ cái công đức niệm Phật mà gì mà ôm cột đồng không nóng, bỏ chảo dầu không nóng. Người con này quá chân thật niệm Phật, vậy mà vừa giúp cho cha mẹ thoát khỏi địa ngục giáng sanh và giúp cho tất cả những người trong cái lúc đọa địa ngục đó cũng đều được siêu thoát, về báo mộng cho anh chàng này, xưng đây là cha mẹ của con nè, nhờ công đức niệm Phật con chí hiếu niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ thành tâm thành ý mà cha mẹ được thoát khỏi cảnh khổ và được giảng sanh. Và ngày đó tất cả những người trong hoàn cảnh đọa lạc đó đều nương vào quay lực niệm Phật mà cũng đều được giảng sanh hết. Đúng là pháp môn tịnh độ này là pháp đại thù thắng quý vị. Pháp đại thù thắng quá đặc biệt. Vì nghe như vậy rồi mỗi một con người chúng ta càng tăng thêm tính tâm niệm Phật. Nên đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Chiếc điện thoại mình người ta gọi cái là mình kết duyên cho người ta nghe câu Phật hiểu liền. Nhưng Đức kể tất cả những câu chuyện gì cho quý vị nghe để tăng thêm tính tâm mình niệm Phật. Trong mỗi một cái cảnh ngộ trong cuộc đời này, các pháp môn tịnh độ này có thể cứu được nếu như lòng tin kiên cố. Nhớ đi vào ngay chỗ lòng tin. Tin không? Nếu bạn tin thì thành công, bạn không tin thì thất bại. Cái lòng tin này là ngay cái chỗ thiện căn của báo nhân duyên. Bạn dày bạn tin, bạn không đủ thiện căn của báo nhân duyên thì bạn không tin. Nhớ. Những đức tin mỗi ngày những đức đều chia sẻ tới vị nghe đó. Có khi những đức ho đau khổ vô cùng luôn mà những đức vẫn chia sẻ. Vì cuộc đời có người mình mấy chục năm ngắn ngủi. Nhưng việc tốt việc thiện này không làm chờ cơ hội nào đấy. Nên những đức nói rằng cuộc đời có người chúng ta có được nhân duyên tu phước tu duyên chăng thật làm đi. Tu phước tu duyên đừng đợi ngày mai. Ngày mai có biết chúng ta còn sống hay không? Trong cái cuộc đời này có những đứa bé nó mới sinh ra đã chết rồi. Có những đứa bé như nó có 10 tuổi như cái đứa trong chùa mình. 10 tuổi bị bệnh thẳng sưng người nữa. Những đứa gặp cháu những đứa nói rằng có những đứa bé nó còn nhỏ con nó chết rồi mà nó không gặp Phật Pháp. Còn con bây giờ được nghe Phật Pháp. Mỗi ngày những đứa đều đến khuyên niệm Phật là có phước lắm rồi con à. Nếu gia đình người thân của cháu, cha mẹ cháu mà nhìn cháu cũng nhìn ra vô thường, nghiệp duyên bất đồng, con mình sinh ra mà giờ nó có 10 tuổi mà nó bệnh đau sưng người lên vậy. Bản thân của chúng ta làm cha làm mẹ mà bây giờ mình còn khỏe. Nghiệp duyên mỗi người khác nhau nên thôi mình cố gắng mình tu. Cuộc đời này vô thường lắm. Của cải sự nghiệp lớn cỡ nào những cơn vô thường đến rồi chúng ta trở tay không kịp. Cái đọa lạc trầm lưng rồi chúng ta hối hận cũng muộn mà. Nên phải gắng lo tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái pháp niệm Phật này là cái pháp có thể cứu được chúng sanh. Nên mỗi một người chân thật đem cái pháp niệm Phật này đi đi giải rộng ra cho khắp nơi nơi người ta nghe. Nên nếu quý vị biết có những người ta giảng pháp, quý vị nghe ta giảng rất là hay. Người ta giảng pháp mà mình nghe mà nó mùi mẫn, mà nó say mê rồi nó rơi nước mắt, nó cảm động luôn. Mà mình chỉ nghe được vậy thôi chứ người ta không đưa cái pháp vào cho mình tu để giải thoát, chết ngay chỗ này. Giảng lý luận cực kỳ hay luôn mà không đưa cái pháp tu vô. Điều nhắc vì vô thường thôi mà không đưa cái pháp tu vô thì vị coi chịu thua. Vị coi bao nhiêu người giảng pháp vị để ý thì phải rõ ràng không? Họ giảng rất là hay, lý luận rất hay luôn, nghe mùi mặn khóc luôn. Nhưng mà lạ tay họ không đưa cái pháp tu vào. Không đưa cái pháp tu vào. Thì quý vị biết pháp môn tịnh độ này đúng là pháp khó tin không?
cực kỳ khó tin. Đó. Có một câu chuyện, cái bà cụ này bà biết Phật pháp mà bà cứ đi chỗ này chỗ kia bà lễ lạc, bà đi đầu này đầu kia lễ lạc, bà có sanh con trai, sau này con trai lớn lên thì cứ vợ cho con trai, cứ nhằm nàng dâu này biết niệm Phật. Nàng dâu này về nhà khuyên mẹ chồng, mẹ chồng từ hôm nay đừng đi lễ lại tùm lum nữa, để con lập bàn thờ Tam Bảo ở nhà, mẹ cứ thành tâm thành ý niệm A Di Đà Phật, lễ A Di Đà Phật, đừng đi cầu xin đầu này đầu kia gì nữa. Người mẹ chồng này cũng vô cùng đặc biệt, nghe nàng dâu khuyên như vậy và biết nghe lời, bà ở nhà niệm Phật, chân thật niệm Phật. Quý vị biết rằng cái tâm chân thật niệm Phật của bà, sau này bà biết ngày giờ giáng sanh. Sáng nọ thì mỗi lần ăn cơm đều gia đình cùng ăn chung. Sáng nay thì bà nói với con trai, với nàng dâu, với cháu ăn cơm trước đi, bà đi tắm. Con cháu bà rất là hiếu thảo chờ mẹ bà ra cùng ăn cơm chung. Chờ lâu quá thì người con trai vào coi, vào trong nhà vệ sinh thấy mẹ tắm đi đâu mất tiêu rồi. Thì đi lên trên chánh điện Tam Bảo trong gia đình thì thấy mẹ đứng, kêu mẹ, kêu hoài mẹ không trả lời. Đến gần coi thì mẹ ra đi giảng sanh. Thì vào phòng mẹ mở tủ ra coi, thì nào là tang phục cho con trai, con dâu, cháu, anh chị em gì đó đều có sẵn. Quý vị coi, một người niệm Phật thôi mà biết ngày giờ giảng sanh, đi vô cùng đặc biệt, đứng giảng sanh luôn, đứng giảng sanh luôn. Quý vị coi, Pháp Môn Tịnh Độ là pháp đại thù thắng cứu độ chúng sanh. Mà mình gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ này mà mình không lo niệm Phật thôi, vừa tội mình. Nên cái người niệm Phật mà nói tôi còn nghi này nghi cái nọ, quý vị nghe câu chuyện của Dương Đầu Ngốc chứ. Người này ngốc nghếch mà đến mức mà đi tiểu không biết tránh người. Một người thầy này đem về chùa chỉ Dương Đầu Ngốc niệm Phật, mỗi ngày quét nhà cứ niệm Phật đi, cứ quét nhà ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Phật, cứ niệm Phật đi. Ban đầu còn giải đãi thì người này cầm cây ra đánh, rồi từ đó về sau lâu ngày thuần thục quen, quét nhà lụm củi làm việc gì cũng niệm Phật. Dương Đầu Ngốc cứ niệm Phật. Có một ngày nọ Dương Đầu Ngốc tự nhiên khoác lên cười lớn lên. Người tu này tưởng rằng là Dương Đầu Ngốc đang làm biến không chịu làm việc, cầm cây ra định đánh thì Dương Đầu Ngốc nói rằng hôm nay thầy không được đánh con. Mấy năm nay thầy dạy con niệm Phật, con siêng năng niệm Phật, thầy dạy con niệm Phật mà thầy không chịu niệm Phật. Con bây giờ con biết ngày giờ giảng sanh rồi, mấy ngày nữa con giảng sanh rồi, thầy ở lại cố gắng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì ba ngày sau đứng mà giảng sanh. Nên chúng ta nghe những công đoạn này rồi, quý vị khỏi cần nghi ngờ nữa chứ. Đem tất cả cái nghi quy về câu A Di Đà Phật cứ niệm đi, chân thật mà niệm lâu dài đi, rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích của bổn nguyện niệm Phật thù thắng đấy đó. Chúng ta nghe như vậy rồi chúng ta tăng thêm tín tâm tín nguyện niệm Phật. Quý vị nghe rồi quý vị sẽ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lên liền, con phát nguyện cầu sanh cực lạc liền. Vừa nghe giảng Tịnh Độ cái là bắt đầu là lúc đó niệm Phật liền, đời xuống liền, tiếp nối đề xuống, tiếp nối niệm Phật liền. Đừng có nghe mà không niệm Phật, nghe mà cái miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vừa nghe gì tăng tính tâm niệm Phật, niệm Phật lên liền, nhớ thế giới cực lạc, muốn sanh cực lạc liền. Mỗi ngày phải tập bồi dưỡng như vậy thì con đường giảng sanh này là chắc chắn. Nên những đoạn chia sẻ này tâm huyết, quý vị nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người hữu duyên chúng ta cùng học tập, tín nguyện tín tâm kiên cố, và chúng sanh được nghe Tịnh Độ chân thật có lòng tin, niệm có Phật hiệu cả đời, cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.